chúc mừng năm mới. Để kính chúc cho tất cả quý vị khán giả năm an khang thịnh vượng và sự như ý. Giao Đao Huế năm 2024 đã kết thúc rồi mọi người nhé. Đến đây thì mình cũng xin được gửi lời chúc đến quý cô bác anh chị các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, tràn đầy niềm vui. Mình cũng xin phép khép lại cái video cập nhật cái tình hình và cái lễ hội Giao Đao Huế năm 2024 mọi người nhé. Lúc này khán giả đang chuẩn bị ra về. Mình cũng xin được gửi lời chúc đến quý ông bà, quý cô bác anh chị và các bạn đã luôn đồng hành đồng hồ mình trong suốt thời gian vừa qua. Chúc tất cả mọi người một năm mới gặp nhiều may mắn và nhiều niềm vui mọi người nhé. Mình bye bye mọi người. Hello.